Xin chào các bạn, các video tiếp theo này Dân sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giao tiếp giữa video điều khiển và máy tính. Thì đầu tiên chúng ta xem qua cái mục đích của chúng ta khi mà chúng ta thiết kế cái bo mạch có khả năng giao tiếp với máy tính để làm cái gì, cái ứng dụng của nó. Thì các bạn xem một cái ứng dụng đầu tiên đó là mình sử dụng để debug chương trình, để debug chương trình. Thì khi các cái giá trị đo đạt được đó, hoặc là cái biến ở phía bên trong con video điều khiển nó đang xử lý đúng không? Chúng ta muốn biết một cái biến kết quả bằng bao nhiêu hoặc là một cái giá trị chúng ta đo được bằng bao nhiêu, thì thông thường chúng ta sẽ hiển thị nó ra cái ngòi vi để hiển thị như là LCD hoặc là LED bay đỏ. Tuy nhiên nếu mà chương trình của chúng ta có khả năng giao tiếp được với máy tính đó, chúng ta sẽ gửi cái biến dữ liệu đó, cái giá trị đo được đó lên trên máy tính và nó sẽ hiển thị lên trên một cái phần mềm trên máy tính cho chúng ta. Thì nếu mà dùng cách hiển thị trên máy tính đó, thì cái giao diện các bạn có thể tùy biến được, các bạn có thể thiết kế giao diện để cho nó bắt mắt, ví dụ như là các bạn có cái đồ thị để hiển thị cái dữ liệu mà chúng ta nhận được, vân vân. Còn nếu mà chúng ta sử dụng LCD hoặc là LED bay đòn, chúng ta phải đi thiết kế cái phần cứng cho bo mạch, và cái phần hiển thị này không thể tùy biến được dễ dàng và nó sẽ tốn chi phí nữa. Thì cái ứng dụng đầu tiên của chúng ta là để debug chương trình. Rồi, một cái ứng dụng thứ hai là chúng ta tận dụng được cái giao diện, cái màn hình đồ họa của máy tính để chúng ta thiết kế cái ứng dụng trở nên trực quan và dễ sử dụng hơn. Chẳng hạn như ở đây, chúng ta có một cái mạch vi điều khiển ở phía dưới và một cái phần mềm chúng ta thiết kế ở trên máy tính. Đây là một cái chương trình máy tính, một cái phần mềm thôi. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này để các bạn điều khiển cái bo mạch ở phía dưới. Ví dụ như nhấn nút đèn 1 thì đèn 1 sáng chẳng hạn. Thì các bạn thấy chúng ta có thể dễ dàng thiết kế ra được cái giao diện đồ họa, nhìn rất là dễ sử dụng đúng không? Ngoài ra ở đây nó còn đo giá trị nhiệt độ và nó gửi lên trên máy tính, nó hiển thị lên trên này được. Thì cái hiển thị này, nếu mà chúng ta không thích hiển thị trong textbox như thế này, chúng ta có thể vẽ ra đồ thị hoặc là chúng ta vẽ ra cái dạng đồng hồ kim để cho nó hiển thị vân vân. Thì cái phần hiển thị đó các bạn cũng tùy biến được. Nói chung là cái ứng dụng của chúng ta nó sẽ trực quan và dễ sử dụng hơn để nếu mà nhìn từ cái hướng người sử dụng. Rồi, một cái ứng dụng thứ ba đó là chúng ta đo lường bằng máy tính. Đo lường bằng máy tính thì lúc này cái bo mạch vi điều khiển của chúng ta nó sẽ đi chuyển đổi ADC, nó đo cái đại lượng như là điện áp, dòng điện, độ ẩm, nhiệt độ, vân vân, rất là nhiều. Nói chung là nó sau khi nó đo đạt xong nó sẽ gửi dữ liệu lên trên máy tính. Và máy tính của chúng ta có nhiệm vụ là nó lưu trữ cái dữ liệu đó lại. Nó ghi xuống database và nó có thể xuất ra cái báo cáo, cái report ở dưới dạng đồ thị hoặc là dưới dạng bảng, để cho cái người dùng người ta theo dõi được cái đại lượng đo. Thì đó là cái ứng dụng là đo lường bằng máy tính. Một cái ứng dụng thứ tư là chúng ta có thể điều khiển bằng máy tính. Chúng ta thiết kế cái giao diện trên đó có cái nút nhấn cho người dùng người ta lựa chọn để điều khiển cái bo mạch phía dưới. Hoặc là đối với cái giải thuật điều khiển mà nó phức tạp đó, như là Fuji Logic hoặc là cái Fuji Logic là Logic M, hoặc là Neural Network, cái mạng mạng thần kinh nhân tạo. Với cái giải thuật phức tạp đó thì người ta thông thường người ta sẽ cài đặt cái giải thuật điều khiển ở trên máy tính. Thì trên máy tính sau khi nó xử lý cái giải thuật đó xong, nó sẽ gửi một cái lệnh cần thực thi xuống cho cái bo vi điều khiển, và bo vi điều khiển của chúng ta nó sẽ đi điều khiển cái thiết bị ở phía bên ngoài. Thì đó là cái ứng dụng điều khiển bằng máy tính. Tại vì con vi điều khiển của chúng ta cái resource, cái tài nguyên của nó rất là ít, bộ nhớ giới hạn, tốc độ cũng giới hạn, cho nên người ta không thể cài đặt trực tiếp lên vi điều khiển được mà người ta phải cài đặt cho máy tính. Rồi, một cái ứng dụng thứ năm rất là quen thuộc đó là các bạn có thể thiết kế ra cái mạch nạp, cái công cụ để đi với chương trình hoặc là viết cái phần mềm bootloader để chúng ta nạp chương trình xuống cho vi điều khiển. Thì sau này khi mà kiến thức về vi điều khiển của các bạn ngày càng nhiều đó, lúc đó các bạn có thể tự thiết kế ra cái phần mềm, cái tool để chúng ta làm việc với lại vi điều khiển như là mạch nạp hoặc là cái công cụ đo đạc vân vân. Chúng ta thiết kế phần mềm cho máy tính và chúng ta sẽ có một cái bo mạch ở phía bên dưới để nó thực hiện chức năng. Thì đó là cái ứng dụng thứ năm. Ngoài ra còn rất là nhiều ứng dụng nữa. Rồi, để truyền dữ liệu trên máy tính thì người ta dựa vào cái chuẩn truyền, thì mình giới thiệu cho các bạn các cái chuẩn truyền thường gặp. Chuẩn thứ nhất đó là chuẩn RS-232, thì lúc này nó sử dụng một cái cổng nối tiếp
serial port. Thì thông thường cái cổng nội tiếp này người ta gọi là cổng COM ha. Các bạn thấy đây là cái hình diễn của cổng COM. Thì với cái cổng COM trên máy tính này, trên cái PC đời cũ đó, khoảng từ năm 2007 đến năm 2010, phía sau cái PC của chúng ta nó có một cái cổng gọi là cổng COM. Cái cổng này nó có 9 chân. Thì cái cổng COM này nó truyền dữ liệu theo cái chuẩn là RS232. Thì với cổng COM các bạn có thể sử dụng chuẩn này hoặc là chuẩn RS485 cũng được. Các bạn sử dụng thêm cái chip chuyển đổi nữa thì nó sẽ ra cái chuẩn RS485. Tuy nhiên trong cái nội dung của cái phần giao tiếp máy tính này, này thì mình chủ yếu giới thiệu cho các bạn cái chuẩn RS232. Tại vì phía trên con chip 8051 của chúng ta nó có một cái module là ORT, nó có cái giao thức truyền tương thích với lại cái chuẩn RS232. Cho nên mình sẽ sử dụng chủ yếu là cái chuẩn RS232. Còn cái chuẩn khác chỉ mang tính chất giới thiệu cho các bạn biết thôi. Thì các bạn xem đây là cái mặt sau của một cái mainboard cho máy tính, của cái máy tính để bàn nữa các bạn. Thì các bạn thấy đây là cái cổng serial port này. Đây là cái cổng serial port chúng ta sẽ sử dụng. Thì nó có 9 chân, người ta gọi là kiểu DB9. Nó có một cái chuẩn nữa là 25 chân thì nó dài hơn là DB25, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ thấy cái chuẩn 9 chân này. Rồi chuẩn truyền thông thứ hai đó là chuẩn USB. Chuẩn USB thì trên con vi điều khiển 8051 của chúng ta nó không có cái module ngoại vi để hỗ trợ giao tiếp USB. Do đó các bạn muốn thiết kế cái bo mạch mà sử dụng cái chuẩn giao tiếp USB này nè, thì các bạn phải có cái cáp chuyển đổi từ USB sang serial port lại, hoặc là các bạn có thể chuyển đổi từ USB sang URT luôn. Thì cái phần chuyển đổi này mình sẽ nói sau. Còn cái chuẩn USB thì nó quá thông dụng rồi, chắc không cần phải nói nhiều với các bạn nữa. Đây là cái cáp USB, USB 2.0. Rồi một cái chuẩn truyền dữ liệu nữa đó là chuẩn Ethernet. Ethernet. Thì cái chuẩn này là cái chuẩn truyền hậu tuyến. Hậu tuyến tức là chúng ta truyền mà có dây nối giữa máy tính và bo mạch. Ngoài ra chúng ta còn có cái chuẩn truyền vô tuyến như là Wi-Fi hoặc là Bluetooth. Thì đối với cái chuẩn truyền như là Ethernet, Wi-Fi hoặc là Bluetooth đó, thì phía bên ngoài người ta có bán cái bo mạch để chuyển đổi. Để chuyển đổi thì nó sẽ chuyển đổi từ cái chuẩn ORT sang cái chuẩn Wi-Fi, Bluetooth hoặc là Ethernet. Thì cái phần này chúng ta nếu khi nào mà có cơ hội, có thời gian đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Nhưng mà dù dùng chuẩn gì hay là chuẩn gì thì chúng ta cũng chỉ là gửi một cái thông điệp từ dưới máy tính lên trên vi điều khiển, từ trên máy tính xuống vi điều khiển, hoặc là từ vi điều khiển lên trên máy tính lại thôi. Cái dữ liệu chúng ta sẽ gửi đi là dữ liệu dạng số. Chúng ta có thể gửi các bài dữ liệu qua lại với nhau giữa máy tính và vi điều khiển. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái chuẩn serial port. Serial port thì các bạn xem đây là cái cổng serial port ở phía sau máy tính. Nó có tổng cộng là 9 chân. Đây là thứ tự các chân và tên của nó, cùng với chức năng của nó. Thì nó có tổng cộng 9 chân, nhưng mà chúng ta thường chỉ sử dụng 3 chân thôi. Đó là chân số 2, đây là chân RX dùng để nhận dữ liệu. Chân số 3 là chân TX dùng để phát dữ liệu. Và chân số 5 là chân Mask. Còn cái chân còn lại ở đây thì người ta sử dụng cho cái kiểu giao tiếp bắt tay bằng phần cứng. Thì cái đó các bạn nào đi sâu về cái phần serial port thì các bạn có thể tự nghiên cứu. Thì trên cái con vi điều khiển của chúng ta nó có cái module là URT. Còn trên máy tính của chúng ta nó có cái cổng serial port và nó hoạt động theo cái chuẩn là RS232. Thì giữa giữa hai cái chuẩn này, nó giống nhau về cái giao thức truyền dữ liệu, giống nhau về cũng là giao tiếp nối tiếp, nó dịch các bit đi thôi. Cũng có bit SATA, rồi bit dữ liệu, rồi bit parity kiểm tra chẵn lẻ, rồi bit stop, nó như nhau hết. Tuy nhiên cái mức điện áp nó quy định cho cái mức logic 0 và 1 của hai cái chuẩn này là nó khác nhau. Đối với mức 0 thì cái chuẩn ORT của chúng ta quy định là nó gần 0V, nhưng mà đối với lại cái chuẩn RS232 này nó quy định là từ 12 cho đến 15V. Còn đối với lại mức logic 1 thì cái chuẩn ORT nó là gần 5V. Tuy nhiên
cái chuẩn RS232 nó lại là trừ 12 cho đến trừ 15 V. Thì cái chuẩn RS232 này nó sử dụng cái mức điện áp ở cái dạng là dương và âm, các bạn thấy không? Thì truyền theo kiểu này người ta gọi là truyền Wi-Fi, truyền Wi-Fi. Rồi tại vì cái mức logic nó khác nhau, cái mức điện áp cho cái mức logic này nó khác nhau, cho nên các bạn không được nối trực tiếp vi điều khiển vào serial board được. Tại vì các bạn biết IO của vi điều khiển nó chỉ hoạt động ở 0 hoặc là 5 V thôi. Mà các bạn nối vào một cái điện áp lớn như thế này nó sẽ làm hỏng hỏng con vi điều khiển của chúng ta. Thì tại vì không kết nối trực tiếp được cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp kết nối gián tiếp, như là chúng ta sử dụng transistor để chuyển mức điện áp, hoặc là sử dụng opto để ghép cách ly, hoặc là chúng ta sử dụng chip chuyên dụng như là MAC232 để chúng ta chuyển đổi. Các bạn xem ở phía bên này, để truyền đi một cái ký tự ri ở trên cái đường truyền RS232, thì các bạn xem cái dạng sóng của nó giữa hai cái chuẩn UART và RS232. Thì cái mã ASCII của ký tự ri đó, nó sẽ có mã là 0100 1010, cái bit này từ bit 7 cho đến bit 0 này. Còn cái bit 1 ở đâu đây là bit IDLE, tức là khi mà đường truyền của chúng ta không có truyền đó, thì cái đường truyền của chúng ta ở mức 1. Sau đó đến bit star thì nó sẽ kéo xuống mức 0. Sau đó nó sẽ truyền đi 8 bit dữ liệu, truyền đi cái bit có trọng số nhỏ nhất trước. Tiếp theo nó sẽ truyền cái bit stop, cái bit stop là bit 1, và nó trở về lại cái trạng thái IDLE. Lúc này là free bus, cái bus của chúng ta nó nghỉ, không có truyền dữ liệu nữa. Thì các bạn thấy ở cái chuẩn UART thì các bạn thấy mức 1 của nó là 5 V này. Trong khi đó ở cái chuẩn RS232 mức 1 của nó là trừ 12 V. Các bạn thấy không? Là trừ 12 V. Còn mức 0 ở chuẩn UART nó là 0 V. Nhưng mà ở cái mức 0 đó, ở cái chuẩn RS232 nó là cộng 12 V. Cộng 12 V. Thì cái điện áp của cái RS232 nó lớn so với điện áp của UART. Cho nên chúng ta nhớ một điều là không được nối trực tiếp vào. Nối trực tiếp vào sẽ làm hỏng vi điều khiển. Okay. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua cái phương pháp ghép nối. Thì chúng ta sử dụng cái con IC chuyên dụng là MAC232 để chúng ta chuyển mức điện áp giữa hai cái chuẩn này. Thì trên con MAC232 đó nó sẽ có phần chuyển đổi cho cái ngõ vào và ngõ ra. Mỗi ngõ vào và ngõ ra nó sẽ có hai ngõ một cặp đó các bạn. Thì các bạn thấy ở phía ngõ vào bên này, ngõ vào của nó là TTL, TTL là cái chuẩn của vi điều khiển của chúng ta đó. Còn cái ngõ ra nó sẽ là RS232. Ngược lại ở phía bên này, cái ngõ vào bên này nè, các bạn thấy nó là chuẩn RS232 và ngõ ra của nó là TTL. Khi các bạn sử dụng để giao tiếp với máy tính đó, các bạn chỉ sử dụng một cặp thôi. Tức là ví dụ các bạn sử dụng cặp từ số 12 ra số 14 này nè, và số 13 ra số 12, hoặc là sử dụng cặp phía dưới, thì các bạn sử dụng một cặp thôi, nào một vào một ra. Và để cụ thể hơn thì các bạn xem cái mạch ở phía bên này, cái mạch bên này thì người ta sử dụng phía bên này là RS232 đúng không? Thì người ta sẽ đưa vào chân số 13. Đây RS232 vào thì nó sẽ là chân số 13 hoặc là chân số 8. Nhưng mà ở đây người ta sử dụng là cái chân số 13. Chân số 13 thì ngõ ra của nó sẽ là chân số 12. Các bạn thấy chân số 12 người ta sẽ nối với lại chân RX. Là ngõ ra lúc này nó là ngõ ra TTL rồi. TTL hoặc là CMOS là ngõ ra của cái con vi điều khiển đó. Tương tự ở phía dưới này thì người ta sử dụng cái ngõ vào TTL là ngõ số 11. Đây ngõ vào TTL là ngõ số 11 này. Thì ngõ ra của nó sẽ là chân số 14. Ngoài ra nó còn có thêm cái con tàu điện, cái con tàu điện để giúp chuyển đổi mức điện áp, và một cái con tàu ở đây là tàu lọc nguồn. Thì cái con tàu này các bạn có thể lấy từ khoảng 1 microfarad cho đến 10 microfarad, và là tàu phân cực tính, cho nên cái cực tính các bạn phải mắc cho nó chính xác. Và nhớ là nối chung mask, chân số 5 là chân mask này, phải nối chung lại. Đây là sơ đồ của toàn bộ cái hệ thống nếu mà chúng ta sử dụng con IC chuyển đổi MAC232.
các bạn thấy đây là cái gồng com phía trên máy tính, còn cái đây là cái gồng com trên bo mạch của chúng ta sẽ thiết kế. Trên bo mạch của chúng ta sẽ gồm có cái gồng com này, một con MAX232 để chuyển đổi mắt logic, và một cái con vi điều khiển AT59S52. Thì ở đây người ta sử dụng thêm kết nối thêm các cái chân nữa. Thì cái kết nối, các cái đường kết nối này các bạn có thể không sử dụng cũng được, không cần thiết phải sử dụng, chúng ta chỉ sử dụng ba đường thôi là RX, TX và chân mask. Phía bên này cũng vậy, người ta cũng kết nối thêm các cái đường nữa. Cái đường kết nối này không cần thiết, các bạn chỉ cần nối ba chân thôi là nó sẽ hoạt động được. Rồi thì trên cái máy tính mới như là máy tính laptop, Dân cũng đang sử dụng một cái laptop này, thì nó sẽ không có cái cổng serial port, cho nên chúng ta phải sử dụng một cái phương pháp, đó là chúng ta mua một cái sợi dây cáp để chuyển đổi từ chuẩn USB trở về lại cái chuẩn serial port. Và các bạn nhớ khi các bạn sử dụng cái cáp chuyển đổi loại này nè, thì các bạn thấy đầu ngõ ra của nó là serial port đúng không? Và các bạn nhớ luôn là nếu mà các bạn sử dụng cáp loại này thì cái ngõ ra của cái cáp chuyển đổi nó vẫn giữ mức điện áp theo cái chuẩn RS232. Tức là chúng ta muốn nối từ cái cáp này sang vi điều khiển thì phải thông qua cái con IC chuyển đổi mức logic lên MAX232 nữa. Chứ chúng ta cũng không thể sử dụng cái ngõ ra trực tiếp nối sang vi điều khiển được. Thì các bạn có thể sử dụng cáp để chuyển đổi. Thì cái cáp này nó thường đi kèm theo một cái đĩa driver. Cái đĩa driver. Các bạn mua cáp, nó sẽ kèm theo cái đĩa đó, và các bạn phải cài driver, các bạn cắm cáp vào thì trên máy tính của các bạn nó sẽ nhận ra một cái cọng com. Ok. Và các bạn sử dụng cái cọng com đó để chúng ta gửi dữ liệu xuống cho vi điều khiển. Rồi, ngoài cách là chuyển đổi từ USB sang serial port thì chúng ta có thể chuyển đổi trực tiếp từ USB sang UART luôn. Thì thông thường người ta hay sử dụng con chip ST232 để chuyển đổi từ chuẩn USB sang chuẩn UART. Đó các bạn thấy máy tính này, từ cái chuẩn là USB đúng không? Cái cổng USB cắm vào thông qua một cái con ST232 nó sẽ chuyển đổi vào chuẩn UART. Và khi đã ra chuẩn UART rồi thì chúng ta có thể kết nối trực tiếp với lại con vi điều khiển được, tại vì nó tương thích chuẩn với nhau rồi. Không cần phải sử dụng con IC MAX232 nữa. Thì thông thường khi mà chúng ta thiết kế bo mạch đó thì cái con ST232 nó sẽ nằm lên luôn ở phía trên cái bo mạch của chúng ta. Chứ chúng ta không thiết kế tách rời cái con chip chuyển đổi này riêng rồi cái bo mạch riêng, như vậy nó sẽ làm ra hai cái bo rất là rắc rối. Cho nên thông thường người ta sẽ thiết kế là tích hợp luôn cái con ST232 này lên trên bo mạch. Còn về cái sơ đồ kết nối của nó thì các bạn chỉ cần đào datasheet của cái con ST232 về, ở phía trong đó người ta có cho đầy đủ các bạn cái mạch điện để cho nó có thể hoạt động được. Chỉ cần ráp đúng cái mạch đó là nó sẽ hoạt động thôi. Còn nếu mà các bạn ráp đúng mà nó không hoạt động thì cái đó là kỹ năng làm mạch của các bạn quá kém. Rồi, ngoài cái con FTA232 đó thì các bạn có thể sử dụng con chip là BL2303. Thì đây là cũng là một con chip chuyển đổi từ cái chuẩn USB sang UART. Cái con chip này nè, thông thường ở phía bên ngoài người ta bán sẵn cho các bạn một cái bo mạch rồi. Cái bo mạch này các bạn có thể mua về sử dụng. Thì tại vì hiện tại Dân cũng đang có cái bo mạch này, cho nên sau này cái bài hướng dẫn thực hành giao tiếp với máy tính đó thì Dân sẽ sử dụng cái bo mạch này. Thì Dân sẽ giới thiệu sơ qua về cái bo mạch luôn. Thì khi chúng ta mua cái bo mạch về thì chúng ta cần phải cài driver cho nó. Cài driver cho nó, các bạn có thể lên Google tìm với cái từ khóa là BL2303 driver và các bạn download nó về cài đặt. Thì cái driver này nó tương thích tốt với lại Win 7. Tốt nhất là các bạn sử dụng Win 7, Win 8 thì nó có một số version nó không có hỗ trợ. Hoặc là lúc mua đó các bạn hỏi là nó có hỗ trợ Win 8 hay không. Nhưng mà cái bo mạch của mình mua về mình thấy nó sử dụng tốt trên Win 7. Rồi, thì nó có một cái đầu ngõ vào là cái đầu USB. USB thì các bạn biết cái nó trong cái chuẩn USB nó có cái điện áp cấp luôn cho cái bo mạch này là 5V. Tức là các bạn không cần nguồn ngoài, các bạn chỉ cần cắm cái đầu cắm này vào trong cái lỗ cắm USB trên máy tính của các bạn thì cái bo mạch của chúng ta nó sẽ hoạt động luôn. Thì nó sẽ có 5 cái ngõ ra. Đây là mặt trước, còn mặt sau nè.
mặt sau nó sẽ ghi tên từng hora ra cho các bạn. Thì chúng ta có cái chân cầm cộng 5V là cái chân nguồn, thì nó sẽ lấy nguồn từ USB và nó đưa ra cái chân cộng 5V luôn. Các bạn có thể lấy chân cộng 5V này các bạn cấp cho cái bo mạch vô điều khiển của các bạn. Trong trường hợp cái bo mạch của chúng ta nó có cái dòng tiêu thụ nhỏ thôi thì chúng ta có thể sử dụng luôn cái chân cộng 5V này để chúng ta cấp nguồn được. Còn nếu mà bo mạch của chúng ta mà cần nguồn có dòng lớn thì các bạn phải cấp riêng. Và đây là cái chân RND, chân mask và hai cái chân RSD để nhận về dữ liệu và chân SD để truyền dữ liệu đi. Ngoài ra còn có cái chân điện áp là 3V3 nữa. Thì chân 3V3 này mình cũng ít sử dụng lắm. Còn phía mặt trên của nó sẽ có cái con led, con led đầu tiên này có chữ B phía trước, thì đây là con led power. Khi mà các bạn cắm bo mạch của chúng ta vào máy tính, con led này sẽ sáng màu đỏ lên. Con led thứ hai là chữ R, thì đây là con led báo hiệu cho chúng ta là có dữ liệu truyền lên trên máy tính. Chữ R là ghi tắt của chữ receive, dữ liệu nhận về đó. Thì khi có dữ liệu nhận về, con led ở đây nó sẽ sáng. Còn con led ở phía trên là nó có chữ T, tại vì ở đây mình chụp nó bị chá sáng quá, cho nên không thấy được. Thì ở đây nó là chữ T, thì nó là con led dùng để báo hiệu là dữ liệu được gửi đi, transmit. Thì khi chúng ta gửi dữ liệu đi thì cái con led này nó sẽ sáng lên cho chúng ta biết. Rồi, ngoài ra các bạn còn phải chuẩn bị một cái phần mềm. Khi mà chúng ta gửi dữ liệu lên trên máy tính đó, thì các bạn phải có một cái phần mềm để nó nhận cái dữ liệu đó và nó hiển thị ra. Hoặc là chúng ta muốn gửi dữ liệu xuống bo mạch thì cũng phải có cái phần mềm để chúng ta gõ ký tự vào và cho nó gửi xuống bo mạch. Thế đây có nhiều nhiều phần mềm như vậy. Các phần mềm như vậy nó có cái tên chung là Serial Port Terminal. Ở đây mình dùng cái phần mềm là Realtime. Các bạn có thể download và sử dụng. Đây là một cái phần mềm miễn phí. Hoặc là sau này chúng ta sẽ tự viết cái phần mềm, viết cái giao diện để truyền nhận giữa máy tính và vi điều khiển, thì cái đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Nhưng mà trong những bài đầu tiên thì các bạn nên sử dụng cái phần mềm có sẵn để chúng ta quen với lại cái cách truyền nhận dữ liệu cái đó. Thì các bạn có thể download cái phần mềm này. Phần mềm này sẽ đính kèm cái link ở phía dưới cái phần mô tả của video đó. Các bạn có thể tìm ở trong đó và các bạn download. Rồi, video đầu tiên về cái phần giao tiếp máy tính này của mình chỉ mang tính chất là giới thiệu cho các bạn các cái khái niệm thôi, cũng như các cái công cụ cần thiết. Thì video sau có thể dân sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt các cái ví dụ thực tế. Video này của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.